Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Ở hai phần trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn biết MIDI USB là gì và cách sử dụng MIDI USB ở trên điện thoại. Thì ở phần 3 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng MIDI USB ở trên máy tính nha. Nào, cùng bắt đầu thôi. Và tiếp theo đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với máy tính nha. Điều đầu tiên chúng ta cần đó là một chiếc đàn có cổng USB MIDI. Ở đây mình có đó chính là chiếc K1 đến từ nhà Kidman, một bộ máy tính, một dây USB MIDI và một phần mềm để chạy chương trình. Và bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối đàn với máy tính qua dây USB MIDI nha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Keyword. Sau khi đã mở Keyword, các bạn hãy vào NeuralCheck để tạo một thư mục mới. Ở màn chính, các bạn hãy chọn vào Edit, vào Reference, vào một Device cho mục MIDI, click vào Kidman K1 ở Input và Output và bấm OK. Các bạn lưu ý, ở phần MIDI, hãy chọn vào Kidman K1 và chọn vào MIDI Omni. Hãy click 2 lần vào ký hiệu MIDI. Và bây giờ ký hiệu MIDI ở trên đàn đã được nhận trên máy tính. Và bây giờ mình sẽ test thử tính năng thu MIDI nhé. Và mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng và kết nối thành công đàn và máy tính thông qua dây USB MIDI. Các bạn có thể sử dụng tính năng MIDI để chỉnh sửa hoặc sáng tạo nội dung âm nhạc riêng cho mình, hoặc có thể sử dụng dữ liệu MIDI thông qua app C Music để tạo nên những video đánh đàn đẹp mắt. Hãy để lại comment nếu còn thắc mắc hoặc cần tụi mình hướng dẫn thêm về tính năng nào khác nhé. Link của các phần mềm thì mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music ở số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bàn Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp trải nghiệm các loại đàn, hoặc liên hệ qua hotline 0919 768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.